Anh có với em một lần được không? Anh cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng mà bây giờ trên bảo mà dưới nó không nghe. Thử một lần nữa thôi, em đợi anh được mà. Nhưng mà em ơi, chắc anh nghĩ á là cái số vợ chồng mình không có con nối dõi quá. Anh đừng có nói như vậy, mình sẽ chữa chị được hả? Em là anh. Con nghe ba ơi. Tao đã thành tình như vậy, nếu không có con trai nó giỏi thì có gì con tao nữa chưa? Ba ơi, ba. Có chuyện gì vậy? Thì cũng có chuyện á. Ba em nói với em á là phải kiếm được đứa con nó giỏi tông đường. Mà anh không, không lẽ anh là bác sĩ nam khoa mà anh bó tay với trường hợp của em sao? Tao là bác sĩ chứ có phải thần tiên đâu. Mình của mày á khó chữa quá, tao cũng bó tay luôn rồi. Anh Hậu ơi, không được đâu. Anh làm ơn làm phước á, anh nghĩ cách cứu em đi anh Hậu. Chứ bây giờ em không có con á là ba mẹ em từ mặt em luôn đó anh. Thôi, đừng có than thở nữa. Bây giờ đó, tôi có một cách. Cách gì anh? Anh nói nhanh đi nào. Nhưng tao chỉ sợ mày sợ thôi à. Anh nói cách gì á, anh cứ nói ra đi. Em không có sợ gì hết á. Em nói thiệt với anh Hậu nha, trên đời này á, em chỉ sợ duy nhất là ba mẹ em buồn thôi. Ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi đó. Nếu mà bây giờ á, ba mẹ em mà buồn á, bệnh tim tái phát á, thì em sợ em bắt hiếu, anh Hậu hiểu không? Em muốn có con. Vậy á, để tao thụ tinh nhân tạo cho vợ mày. Chị Hậu, anh vẫn chơi hoài sao được anh? Thằng nào mới nói không sợ? Hay mày không muốn có con nó giỏi tông đường? Mày yên tâm đi, con á thì vẫn là con mày, chỉ khác ở chỗ á là cách tạo ra nó thôi. Anh Hậu, vì mọi việc á em nhờ anh lo liệu hết giùm em nha. Yên tâm. Dạ, đi làm ngày mai không? Mệt. Uống miếng nước đi cho khỏe. Cảm ơn chồng. À, dạ. Làm cái gì bữa nay căng thẳng dữ vậy? Bộ có chuyện giấu em đúng không? Đâu có đâu, anh đâu căng thẳng gì đâu, anh bình thường à. À mà em ơi, à, một tí em tắm rửa thay đồ xong á, mình vô phòng mình kiếm con luôn nha. Kiếm lúc nào cũng lửa trơn á, hay là bây giờ liền luôn? Không được. Em sao vậy? Sao tự nhiên cái em thấy mệt quá. Em ổn không? Thôi để em nghỉ ngơi xíu nha. Em nằm nghỉ đi. Xong chưa mày? Dạ em chờ về em uống rồi đó. Nhưng mà anh, em có thắc mắc vậy, cái việc mà thụ tinh nhân tạo á đâu nhất thiết là phải gây mê đâu anh. Tao mệt mày rồi nha, đừng nói với tao á tới giờ phút này mày còn lưỡng lự. Không phải á là mày muốn giấu vợ mày hay sao? Không cho nó uống thuốc mê thì làm sao mà giấu được hả? Thôi đi ra ngoài đi để tao làm việc. Ủa anh, mắc mớ gì em phải ra ngoài? Đây á là công việc của bác sĩ, mày không được xem. Ra nhanh đi. Dạ.
đúng á, cái thằng chồng em nó ngu thiệt chứ, nói á như vậy mà nó cũng tin nữa. Bây giờ á để anh giúp em có con nha. Đừng tới lại lắm mẹ hả? Ông làm gì cho tôi vậy hả? Tại sao mày lại giúp em? Tôi nói chồng biết ổn không á, tôi xem ông này anh em trong nhà mà ông dễ trò đòi bại vợ tôi hả? Chuyện này là sao? Ủa tự mày á, mày dâng vợ mày cho tao mà. Ông nói cái gì? Ông nói tôi sao? Ông nói tôi ra ngoài cánh cửa để trong này á ông giúp vợ tôi thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh của ông là vậy hả? Hả? Biết họ đây, nếu không thì báo ông Hoàng đó. Khốn nạn. Vợ ơi, vợ, em thấy chung người sao vợ?